là chồng hả? Là bố hay là chồng? Dạ thưa cha, chồng. Chưa là bố? Dạ là bố. Trong lại tắm tay. Rồi, chúc mừng ông vừa là chồng vừa là bố. Vậy thì anh đã được ơn gì của Chúa mà lời Chúa hứa là thầy ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế? Vậy thì Chúa ở với anh và Chúa đã làm gì cho anh? Dạ thưa cha, con được hai ơn đặc biệt gần đây. Thứ nhất là con đi khám bệnh năm 2016. Con đi khám bệnh, tự nhiên con bệnh, con đi khám thì bác sĩ bệnh viện quốc tế Ito kêu là con bị ung thư gan và ghép hết bao tử rồi. Thế là bán cho con một lọ thuốc 16 triệu nhưng mà con không có mua. Rồi con đi về, một tuần sau con đi lấy kết quả, đó là ngày 17. Thế thì về em con nó mới cho cái số của cha. Thế con nhắn tin cho cha mà con đau lắm. Rồi con buộc phải nhắn rồi, từ trước đó con không tin cái máy của cha cho đấy đâu. Thế con nhắn tin được ngày 19 con nhắn tin. Thì ngày 20 cha mới trả lời là con hết. Tự nhiên con hết, con không đau nữa. Mà con uống có 5 ngày thôi, thuốc bác sĩ cho 1 tháng, con uống 5 ngày giờ vẫn còn đi thích. Đó là cái ơn thứ nhất. Anh nói là cái máy là sao, tôi chuyển được cái máy là cái máy gì? Cái máy 500 bài giảng. Đây có phải cái máy này không? Đúng không? Cái máy này không? Dạ. Rồi, phải không? Đúng không? Tấm đấy. Rồi, sao cái máy 500 bài giảng sao? Con em con nó đi về, nó bảo nghe đi hay lắm, cho lắm, nhạc hay lắm. Con nó không có thời gian đâu mà nghe. Thế khi bệnh rồi, con mới xin số điện thoại, con nhắn cho cha, cha trả lời. Đã nghe chưa? Dạ, sau này con nghe rồi chứ ạ. Có chưa? Dạ, có rồi. Có lấy nữa không? Dạ, không ạ. Tốt quá, tôi được bắt tay thưa anh chị em. Rồi, ơn thứ hai. Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, ơn thứ hai là cách đây khoảng 1 tháng. Cháu của con nó đi ra đường bị xe tông, cái thằng cu hôm nay cũng đi, nó 9 tuổi. Nó tông rồi đưa vô bệnh viện, nó chết 2 tiếng rồi. Thế cái bác sĩ nhỏ nhỏ lắm mới ra trường bắt trực cái vác không làm gì được. Thì gia đình bên dòng họ nhà con là khoảng 20 người chạy đến đấy là cứ vô nhìn lấy cháu là nằm trên băng ca đấy là nôn nao lên, thằng nhỏ cứ nằm thẳng người ra vậy. Bác sĩ đâm đầy lấy máu rồi chụp cái ấy để mà hô hấp thì đấy, rồi bay cái miệng nó ra đút cái vòi vô thở, nó cũng nằm trắng mắt vậy. Thế cái bác sĩ nhỏ mới điện cho hai ông bác sĩ nữa đến mấy người tái mặt hết, bác sĩ là không biết gì hết. Thế vợ con nói anh gọi vợ nhắn cho cha Long thiêng lắm, giờ nhắn cho cha Long đi. Thế con mới nhắn tin cho cha. Có chuyện gì mới nhắn luôn? Con nói thật cha được một người. Thế con nhắn được chừng 20 phút. Thế nghe chuông điện thoại reo là lúc đó khoảng 20 người gia đình đang đứng vậy này. Chuông điện thoại reo thì con cứ tưởng là ai gọi, con móc ra là thấy cha Long nhắn tin trả lời. Cái thằng nhỏ đang nằm trên băng ca nằm ngửa vậy, nó là kêu vậy. Cái mấy bà bác sĩ kêu là thằng này hồi nãy giờ giả bộ. Thằng bé giả bộ. Thằng bố nói thằng bé giả bộ. Thế mấy người bên dòng tộc nhà con mới nói là ôi trời, đấy là ơn Chúa cứu nó chứ nó giả bộ cái gì. Khi đó bác sĩ bắt đầu mới lập hồ sơ rồi, bác sĩ nào cũng cười hết cũng vui. Thế mới cho chuyển viện. Rồi lúc đó là test của nó là 250 đường á. Nó nói là tiểu đường như vậy mà cuối cùng xuống cái này không có tiểu đường. Xuống bệnh viện Đồng Nai là không có tiểu đường nữa. Thưa cha, hôm nay con lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhờ ơn Chúa và nhờ ơn Đức Mẹ. Và con tha thiết xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho cái anh bạn của con hiếm muộn 7 năm rồi thưa cha. Cái này anh có gì bắt đầu anh cần cầu cạnh đấy. Dễ thương, mình đến với Chúa cứ như vậy, Chúa thương lắm, Chúa dễ chịu lắm, Chúa thích lắm. Rồi anh cho biết tên anh là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì? Dạ, tên con là Phê Đô Nguyễn Văn Long, con ở giáo xứ ra. Tên gì? Nguyễn Văn Long ra, tôi tên Long. Cái đó cái chết gì anh? Con ở giáo xứ ra, con huyện Đồng Nai. Dạ.
Còn 46 tuổi, 45 năm trước con khỏe lắm chứ ạ. Con uống rượu giỏi nhất làng, và khỏe nhất làng. Nhưng mà đồng một cái bệnh là con suy sụp tinh thần. Đây con mới nhắn tin cho cha và bây giờ con nghe đài rồi. Nghe đài rồi, giờ con uống rượu không? Dạ, thật ra còn ít thôi. Thật thà hơn là bỏ nhiều con không có. Và thưa chị em, một người mà ung thư gan, một người mà bị thì loét bao tử, thoát vị đĩa đệm. Loét bao tử, thoát vị đĩa đệm mà bác sĩ ở bệnh viện Y Tô con xin chữa cái thoát vị đĩa đệm. Bác ấy nói, thôi anh lo cái gan vẫn xong đã. Nếu không chữa được cái gan thì thôi. Thế còn về vợ thì đang trẻ, con thì đang nhỏ, hai đứa con còn về già, đang trẻ. Mà còn lo quá, nó thằng cô ra thay. Con có cái máy 570 bảng rồi để dành nhường cho người khác để cho tặng cho con bộ sách này, chắc là anh chưa có những lá thư không gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2, trong đó có những lá thư gửi cho những bạn trẻ này. Xin Chúa chúc lành cho con. Cảm ơn cha, cảm ơn cậu bạn. Thấy đấy, anh nói chuyện này duyên dáng mà cứ có gì ấy. Chúa nó đứng lại lắm. Thầy kiếm đến Chúa, đến với Đức Mẹ, cứ hồn nhìn, cứ đừng sợ như vậy. Đừng có kính thưa mẹ hôm nay con. Còn Đức Mẹ khá lắm, mình phải cầu. Rồi đến là thưa Chúa, kính thưa Chúa lòng thương xót, Chúa là đến vào lòng thương xót cho nên. Rồi trong Kinh Thánh nói là, rồi như Chúa bảo mỗi thưa mày đọc viết văn cho nên ông mày phải không? Cứ như cái thằng này mà lại dễ thương. Đây là một người làm cha, làm chồng. Bây giờ một người làm vợ. Con làm vợ chưa? Làm vợ chưa? Đọc mày con lên đây.